Nam mô Như Lai Phật Bồ Tát, Nam mô Như Lai Phật Bồ Tát, Nam mô Như Lai Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nên nhỏ chúng ta phải trả na. 45 triệu thôi đó. Kim Châu Tích Trượng Địa Ngục Môn Khai, Đại Bi Đại Nguyện, Đại Tấn Đại Tự, Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Gà đứng đi, nó đi con, thời gian đứng, thành công con đi. Ngủ ở trong đó, đó ôm cái kia, nói nè, nói nằm đó, con vậy ba. Em đây đâu mộ phần kinh pháp gia kinh siêu sanh tịnh độ yên tổ tổ chăm nhị tận anh lê phát hành tiếng biệt hương linh phu quân nhị bái của đội ấy Nam mô cầu siêu lạc hậu của cái, Nam mô cầu siêu lạc hậu của cái, Nam mô cầu ngọc em bụi tiếng đất cây của chính tôi đang cư ngụ ấp Phước Lợi B, xã Mỹ Phước, huyện Thủy Trung, sông sông Nam Đường siêu lạc hậu của bản ma ta, siêu lạc hậu đạt giả tội bất liêu, huyện Hùng Mạnh TV. Lát sau nè, con đi hai ngày lại ba con nhớ. Lát xong cái nẻo rồi đó, con lấy mấy cái cúc vào hôm qua mỗi cái bả đó. Lấy cái hai để dưới cho để dưới chân. Còn mấy ông để bún bắp. Qua đi nó về qua đi. Qua bản đây là cầm chừng nào tay kéo qua đó. Nếu lấy đầu luôn, lấy đầu luôn đem đầu con đâu sợ đâu. Mấy cháu đó. Đứa nào xả ra đúng rồi, nào xả ra kéo có ai lấy kéo giùm. Đứa nào muốn để để đi nghe ông lão nói nè. Con có xả không xả con để đâu. Giùm mà dạ con. Bé này cũng để cho ba con. Có một đứa một ba. Rồi ai xả đâu đây nha. Mấy đứa xả, 6 đứa. Rồi nữa không? Cháu đó hả? Cháu kia rồi, này là kết điểm rồi. Vừa cúng là cho chú là vô quỳ cúng chú vô quỳ. Cúng củ như vậy. Mày có người chứ mấy? Cúng chú hả? Là con hả? Cúng chú là vô quỳ cúng chú vô quỳ. Thì em Thức cũng giờ đang nghỉ của chú anh chị. Thì cái ngôi nhà này cũng chuẩn bị là phá bỏ rồi, không có còn ở nữa. Thì cô chú sẽ ra ngoài mé sông cắt một cái ngôi nhà lá nho nhỏ hai vợ chồng ở. Tại vì nếu mà còn ở thì chú lại sợ hai đứa con sau này có ảnh hưởng gì nữa không, nên chú quyết định đã đập bỏ cái ngôi nhà này luôn. Thì trong vòng 6 năm mà chú hai đứa con chú đã ra đi cũng do tai nạn. Một đứa thì bị điện giật chết cũng do làm hồ, một đứa thì bị té rơi từ lầu 3 xuống. Giờ chú rất là sợ, cũng như là còn có hai đứa con thôi. Chú muốn để cho các con sống khỏe mạnh, bình an, cho nên chú đã quyết định đập cái ngôi nhà này. Đi dù mặc dù hoàn cảnh thì khó khăn nhưng mà cũng phải đập bỏ cô chú anh chị. Bà mợ dày đi mà mợ còn dắt lúa được mình rồi. Vì mình vậy rồi. Trời ơi. Hung nữa. Cô là sao cô? Mợ của con phải chịu. Dạ là của Thức. Mợ của chủ nhà. Bà mợ của con Thức. Bà mợ ha. Dạ. Ở đây đi bác. Dạ. Chết từ lâu của các bạn. Con về. Con về đó hả? Rất là tội của chú anh chị ơi. Mình cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết là chia buồn đến gia đình thôi. Chú xỉu lên xỉu xuống. Hùng Mạnh TV. Sáng mình đi về rồi chưa mà ơi mà vậy ơi, kêu lại vợ kêu Tâm ơi, đợi chút xíu, kêu vợ lại chút xíu. Rồi lấy này đúng hết vậy không anh nè, chúng ta xả này đúng hết nó bỏ. Con ăn kêu ba vô, vợ kêu chồng vô, mấy đứa cháu kêu chú vô. Đây nha. Con gái dẫn chú vô đi đầu luôn. Kêu chú vô rồi. Đúng rồi, về với mẹ đó. Nam mô vô đi đường thủ, ra bên là bạc á. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam cái này là đâu có vô nhà đúng không? Là đi luôn đúng không? Đứng đằng trước hỏi vô nhà. Không em mẹ đi là em lột bộ đồ tan ra nghe được đấy. Cái mình đốt tùm hay sao xanh, đốt ấy đó, đóng quẹt đấy. Mượn ai có hộp quẹt đó? Mượn nãy giờ. Có. Cái là bắt giữa bàn con để đây lại lấy người. Kêu rồi lên trên đi trong vậy được rồi đó. Còn không muốn che mà để những cái trong con khỏi che. Rồi con hành lột đồ đó. Bắt đầu là đưa di ảnh của người vợ, đưa di ảnh về chảnh thờ luôn cô chú anh chị. Con đứa nào đó lột ra cho con bác đốt. Có xe chưa? Cái này lột rồi chưa? Ở về nè anh nha. Bằng thích này. Không phải đâu ta. Bây giờ chị cái mưa nó ra đi. Thầy có đưa phải không? Đưa thì thấy mấy con thì cái nhà chồng thì khổ lắm. Vậy giờ đốt cái xả tăng á. Xả tăng đi. Xả đâu được. Đốt chưa mà không đốt lại đâu. Cái này nó làm để cho anh chồng đúng mà. Đồng của nó thì để riêng, còn mấy nhỏ này là đốt hết rồi. Rồi. Cái này nè. Nè. Cái này cô lên chỉnh, con bận rộn thôi, cứ đi đồng con. Thì mỗi cả 49 ngày, rồi cho 100 ngày đi nha. Cảm ơn. Đi canh 49 ngày. Ở canh dưới của thầy nữa, thầy có đồ di rồi thì người vợ đưa di ảnh về trên nhà trọ chảnh thờ của chú anh chị. Cầm cái lương, bỏ cái này lại đầu. Bỏ hết cầm lương nè. Cầm vô cái hình này. Cầm cái này luôn đi. Ấy lương này là gì đây mình làm mình giả đốt đi. Rồi đưa lấy cái dĩa lại, đó nữa thôi. Đó, gọn lại thôi. Rồi nè, con nhớ lên xe đốt trên cái gian nha. Đưa về nhà chợ chảnh á, gò vấp á, chảnh thờ. Giờ đi luôn. Khúc rồi, dùng cái đâu? Đâu, ra chuẩn bị ba chiếc xe mới đâu. Thầy Sơn, ra chuẩn bị chở ra quả đi chạy vô mới luôn đã thôi. Bây giờ đi vô hết cái gì? Con các bạn này có. Các lấy cái miếng để về. Đốt đi đi, đốt luôn đi. Ở chợ nó sẵn rồi. Anh có anh nói kêu ông đem cái này em sổ mà con để lại cho bà không? Bắt đầu là đưa về chảnh rồi cô chú. Đưa về chảnh thờ. Thì thôi clip tới đây Mạnh cũng xin tạm dừng. Rồi clip sau Mạnh sẽ trao tiền cho gia đình, rồi sau đó Mạnh cũng đi về trên Sài Gòn lại cô chú anh chị. Thì Mạnh mong cô chú anh chị cho Mạnh xin một lượt đăng ký cũng như là một like để có thể mà tương tác nó cao hơn á, để mình có thể quay giúp nhiều hoàn cảnh hơn nữa cô chú anh chị. Rồi Mạnh xin chúc tất cả quý cô chú anh chị bình an khỏe mạnh. Rồi Mạnh xin chào ạ.